chào tất cả các em đã đến với kênh Bé Út Chibi. Và chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 14 tây tháng 4 năm 2018 nha. Và đây là danh sách nè. Chúng ta sẽ cùng xem đơn hàng nào là đơn hàng may mắn của ngày hôm nay nha. Và phần mà kiểm công bố mini game dành cho thành viên của kênh thì sẽ ở cuối video nha các em. Và bây giờ chúng ta cùng bốc thăm nha. Xem đơn hàng nào đây, đơn hàng nào sẽ may mắn đây. Chu. Chu. Trời ơi, rồi, rớt hai cái, bỏ vô một cái. Chúng ta cùng xem nha. Tan tan tan. Đây là đơn hàng Trần Thị Lan Anh đã trở thành đơn hàng may mắn của ngày hôm nay. Xin chúc mừng Trần Thị Lan Anh. Bạn nào muốn đặt hàng và được một phần quà may mắn như Trần Thị Lan Anh thì hãy nhớ gọi đặt hàng trực tiếp 0937899707 nhé. Hoặc là đăng ký thành viên trên kênh Bé Út GB để tham gia mini game, xem video và trúng quà tặng mỗi ngày nha. Đó, đầu tiên sẽ là đơn hàng của Nguyễn Như Ý nha, 75.000. Gồm có là hai bộ móng tay, mỗi bộ là 7.000 đồng ha. Sau đó là một bịch chén nè, đó, bịch chén 3.000 đồng, bộ đồ học sinh 25.000 đồng, slime trái cây 5.000 đồng, bịch heo Peppa Pig, đó, nãy giờ đọc lộn rip Peppa Pig 5.000 đồng, có đồ nấu ăn trong đây luôn nè. Tiếp theo là đơn hàng của Tôm Thanh Thảo Ngân 78.000, gồm có búp bê mắt đá 35.000 đồng nha, đó, tóc màu hồng đen. Và slam sao và slam trái cây, mỗi slam như vậy thì là 5.000 đồng nha. Tiếp theo là đơn hàng của Hồ Thị Thu Huệ 131.000. Đầu tiên là hai bịch marshmallow, mỗi bịch 16.000, ăn rất là ngon luôn nè. Mềm lắm nha mấy em, mềm như whisky vậy đó, 16.000 đồng một bịch. Borat thì là 5.000 đồng một bịch ha. Kim tuyến nè, hũ này là 3.000. Rồi đến là nha, để chị coi. Hai cái này là hương nè, hương thì 5.000 một chai, màu ha, màu thì 2.000 một chai, keo sữa 15.000 một hũ. Cái này thì là cái bộ móng tay 5.000, móng tay này thì là móng tay 7.000, và cuối cùng là bạch tuyết 10.000 nha. Tiếp theo Đinh Tuệ Minh 95.000, đó là một bộ kiss làm slam 50 và một hương cam 5.000. Tiếp theo là đơn hàng của Đỗ Thị Khánh Huyền 106.000. Tiếp theo là bốn bịch Borat, mỗi bịch 5.000. Cái hũ slam mặt cười 5.000, tuyết 5.000 đồng nha. Ê 10 chứ, tuyết này 10.000 đồng. Trứng lưới thì là 10.000 luôn. Hương dâu nè, hương dâu nhỏ 5.000. Đất sét 5.000 đồng. Rồi đến xốp ha, 9.000 đồng một bịch. Và bây giờ sẽ là đơn hàng của Trần Thị Bảo Yến 125.000. Gồm có 6 bịch tuyết nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bịch lận mà ta. Ủa 5 đúng rồi. Bạn này đặt chỉ có 5 bịch tuyết thôi nha mấy em. Rồi đến là kẹo marshmallow. Đây, 2 bịch marshmallow, vani và dâu, mỗi bịch 16.000. Sau đó thì đến charm, 5.000 đồng một bịch charm. Đây ha. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Thị Phương Anh 153.000. Đầu tiên sẽ là 5 bịch Borat, mỗi bịch 5.000. Rồi đến là 5 hũ tuyết màu nè ha. Đó, chỉ hết tuyết trắng rồi, cho nên là loại 5.000 là tuyết màu nha mấy em. Tiếp theo là 5 chai hương, cũng 5.000 đồng một chai luôn. Còn màu, đây nè, đó, có 5 chai màu nha. Đây thì mỗi một chai như vậy là chỉ có 4.000 đồng thôi. Cuối cùng thì là một cái lô tô 18.000. Và bây giờ sẽ là đơn hàng của Nguyễn Đông Anh 152.000. Đầu tiên sẽ là hai bộ đồ học sinh nè, mỗi một bộ 25.000. Rồi đến là hai cái cặp táp nha, mỗi cái 9.000. Rồi tập sách cho búp bê nè mấy em, mỗi một cái như vậy thì là 15.000 đồng. Ê, 12.000, cái tập sách thì là 12.000 một bộ. Ba lô nha, ba lô pua và ba lô màu đỏ nè, rất là đẹp, mỗi cái là 15.000. Tiếp theo sẽ là đơn hàng của Trần Thị Thanh Trúc 148.000. Gồm có cái ba lô mới 15.000, rất là dễ thương. Sau đó là lọ hộp Lego. Đây, hộp Lego cái hình này nè. Đó, nó ở trong nguyên một cái bộ như thế này. Và đây là cái hình này ha, 20.000 đồng. Tiếp theo thì là ba whisky đào. Đây, mỗi trái đào như vậy là 18.000 ha. Cuối cùng sẽ là cái thảm cỏ. Đây, rất là đẹp nha, 20.000 đồng. Giống y thiệt luôn nè mấy em, thấy không? À, còn đây nữa chứ, một cây đèn 6.000. Để chị xem coi là hình gì ha. Đây ha, đèn là đèn hình nha mấy em nha, đèn hình đó. Tiếp theo sẽ là đơn hàng của Nguyễn Thị Ngọc Khánh 96.000, gồm có hai bịch Borat, mỗi bịch 5.000. Rồi có hai chai hương nè, hương sữa, hương cam 5.000 một chai. Hai hũ tuyết nhân tạo màu nha, mỗi hũ là 5.000 đồng đó. Bé nhí thời trang 7.000 nữa nè. Rồi đến hai viên kẹo hamburger, mỗi viên 2.000.
Cuối cùng là một mochi dễ thương 15.000 đồng. Và bây giờ sẽ là đơn hàng của Nguyễn Lê Minh Thư 168.000. Tiếp theo, Nguyễn Lê Minh Thư ơi, đơn hàng 168.000, gồm có vỉ giày là 17.000 đồng ha, có 12 đôi. Rồi đến là búp bê mắt đá nè. Đây, búp bê mắt đá tóc qua tím hồng ha, mặc cái váy nè, khuôn mặt rất là dễ thương, chỉ có 35.000. Rồi đến là tiểu thư tóc nâu. Tiểu thư tóc nâu có cái váy hồng chấm bi nè ha. Đó, có dù đồ nữa, rất là xinh đẹp luôn. Có giá là 47.000. Rồi đến anh Ken nha. Anh Ken này thì là 30.000 đồng một anh, hai bịch phụ kiện nha, mỗi bịch 5.000 đồng. Tiếp theo, Nguyễn Ngọc Cẩm Tú 109.000, gồm có bộ kit làm slam 50. Rồi đến đây là bịch hồ nè, đây là bịch borax nha, hồ thì 10.000, borax thì 5.000. Ngoài ra thì còn có chai màu 4.000, chai hương 10.000. Còn bây giờ sẽ là đơn hàng của Nguyễn Thị Tiểu Bảo 143.000, gồm có bộ kit làm slam 50.000, hai bịch tuyết này mấy em 10.000 một bịch. Rồi đến là keo sữa 15.000 một hũ nha. Wow, trời ơi, đẹp quá đi. Hai bịch kim tuyến mỗi bịch 5.000. Đây là bịch kim tuyến truyền thống màu xanh. Còn đây là bịch kim tuyến hình chiếc hài công chúa lọ lem. Các em thấy không? Có rất là nhiều chiếc hài luôn, rất là dễ thương. Chị chưa kịp giới thiệu với các em luôn mà tại sao bạn này lại biết mà đặt hay vậy ta? Đẹp ghê luôn á nha, rất là lấp lánh đúng không nào? Đó. Và bây giờ là Nguyễn Thị Kim Huyền 67.000, gồm có bịch tuyết này nha, bịch tuyết 10.000, borax thì là 5.000 đồng, sau đó thì là đất sét thì là 5.000 đồng một bịch, màu 4.000, mùi thì 5.000. Tiếp theo, Lê Phạm Quỳnh Anh ơi, đơn hàng 98.000, gồm có bịch borax 5.000, hai hũ keo sữa nè, 15.000 một hũ, hai hũ tuyết màu nha, mỗi một hũ là 5.000, có cả hơi đất sét nữa, cũng 5.000 một bịch. Cuối cùng thì là hai chai hương đó nha, chai hương dứa và chai hương sữa, mỗi chai 5.000 đồng. Và tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Ngọc Trâm Anh 76.000, gồm có bé búp bê mắt đá xinh đẹp 35.000 đồng, chưa có chồng, mặc áo hồng, tóc cũng màu hồng. Đó, đôi môi cũng màu hồng, cặp mắt cũng hơi hồng hồng, rất là xinh đẹp. Tiếp theo thì bạn này còn đặt một cái nón cho búp bê nữa nè. Đây các em xem nha, cái nón rất là lung linh ha, lấp lánh, kim sa, 8.000 đồng một cái, có hình của công chúa Sophia, xinh đẹp. Và bây giờ là đơn hàng của Trịnh Minh Thống 110.000 đồng. Đầu tiên, kẹo hamburger 2.000 một viên, một slam hình ngọc viên nước nè, ấy họ hình ngọc mà cái dạng như là giọt nước nè, đó rất là dễ thương, 9.000 đồng. Whisky 18.000 hình trái dâu. Rồi đến là slam mặt cười và slam gấu 5.000 đồng một cái, một trứng lười gd tama 20.000 đồng, slam bia 18.000. Tiếp theo sẽ là Nguyễn Lê Phương Thảo 131.000, gồm có là búp bê mắt đá nè, đó 35.000 đồng nha, tóc màu hồng đen rất là xinh đẹp. Tiếp theo sẽ là bộ áo dài, đây là bộ áo dài 40.000 đồng ha, áo dài hoa nè, có cổ nè ha, rồi có ren tay đồ luôn nha, 40.000 đồng. Tiếp theo là một slam viên thuốc 10.000 và chibi 16.000. Đó, rất là dễ thương luôn nha. Thuốc thì là 10.000 nha mấy em, còn chibi thì là 16.000. Còn bây giờ Nguyễn Ngọc Minh Châu ơi, đơn hàng 108.000. Đầu tiên sẽ là hai bịch tuyết mỗi bịch 10.000, chai hương dâu 5.000, củ keo sữa 4.000, hai bịch borax đây 5.000 một bịch, bịch xốp 9.000. Tiếp theo thì sẽ là 2 nè, 4 nè, 6, 8, 10 ha, 10 chai màu nhỏ, mỗi chai là 2.000 đồng nha mấy em. Rồi đến là slam, đây slam thì là 5.000 đồng một chai. Tiếp theo là đơn hàng của Cao Kim Ngân 49.000, gồm 2 bịch borax 5.000 một bịch, gồm có 3 chai mùi hương, dâu, dứa, sữa 5.000 một chai. Rồi đến là 5 chai màu nha, 2 xanh dương, vàng, tím và xanh lá thì là 2.000 một chai, có chai keo sữa 4.000 nữa. Và bây giờ Thạch Thị Quyên ơi, đơn hàng 68.000, gồm có búp bê bắt đá 35.000 đồng xinh đẹp nha. Tiếp theo, Nguyễn Thị My, đơn hàng 127.000, gồm có một hũ tuyết nhân tạo 5.000 đồng nha. Rồi đến là marshmallow 16.000 đồng, một kiss lam 50 ha, một whisky dâu, wow, whisky dâu 18.000 và một hương dâu 5.000. Tiếp theo, Trần Trúc Nhã, đơn hàng 68.000, gồm có chai hương dâu 5.000,
chị xin lộn xí lộn nha, là bạn là Nguyễn Trúc Nhã chứ không phải Trần Trúc Nhã nha. Nguyễn Trúc Nhã gồm có hương dâu nè, hũ màu đỏ 2.000 hết, chị lấy cho em màu tím, em thông cảm nha. Rồi đến là borat 5.000 ha, kẹo nổ nè, đó 3 bịch ăn rất là vui, 3.000 đồng một bịch. Xốp đủ màu thì bên chị đã bị hết lâu rồi, chị lấy cho em xốp hồng nha, cũng rất là xinh đó. Tiếp theo là đơn hàng của Võ Anh Thảo 378.000. Đầu tiên là 7 bộ đồ học sinh luôn. Đó, rất là xinh đẹp, đường may thì chắc chắn. Váy xếp ly nữa nè, 1 nè ha, 2 3 4 5 6 và 7 ha. Đây, 7 bộ đồ học sinh luôn nha. Có cổ áo nè, đó. May rất là đẹp luôn nha. Các em thấy không? Đó, váy xếp ly nha, mỗi bộ 25.000. Tiếp theo thì là cái tủ năm học. Đây, cái tủ này là 45.000 nha. Này. Tiếp theo sẽ là 7 cái cặp táp cho búp bê đi học luôn. Đây là 2 4 6 và 7 nha, mỗi một cái là 9.000 đồng. Tiếp theo sẽ là búp bê mắt đá. Wow, rất là xinh đẹp. Tóc màu vàng hồng. Đó, cái váy cũng cực đẹp luôn, 35.000. Tiếp theo thì là anh Ken. Đây, anh Ken 30.000, bộ vest đen nha. Đây, rất đẹp trai. Và bây giờ là Trần Thị Lan Anh 209.000. Gồm có 4 bịch borat, mỗi bịch 5.000. Tiếp theo là 4 bịch tuyết nè, mỗi bịch là 10.000. 5 hũ keo sữa. Đây, mỗi một hũ như vậy thì là 15.000 ha. Đây, rất là dễ thương. Rất là nhiều, chơi rất là vui. Tiếp theo là charm, bạn này đặt 5 bịch nha. Bịch thứ nhất là có tông màu xanh nè. Thứ hai là có tông màu hồng nè. Thứ ba là chữ nè và những cái hạt trong suốt nè. Thứ tư là màu tím nè. Và thứ năm thì là charm lá và tuyết nha. Như vậy là đủ 5 bịch cho ta. 1 2 3 4 5 ha, 5 charm, mỗi một charm như vậy là 5.000 đồng. Rồi đến là hai bút tàn hình nha, mỗi bút là 8.000 đồng chứ. Đó. Còn bây giờ là đơn hàng của Phạm Tuấn Huy 111.000, 3 số 1 luôn. Đầu tiên sẽ là bột kích làm slime 50.000, rồi đến hũ kích sữa 15.000 và bịch kẹo marshmallow. Trời ơi, rất là dễ thương luôn, 16.000 một bịch. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Thị Minh Tú 149.000. Và đầu tiên thì Minh Tú đặt là 18 bịch chén nha mấy em. Chúng ta cùng đếm nè, 1, 2, 3, 4 ha. 1, 2, 3, 4 4 lần 4 thì là 16, đúng không? 16 thì có thêm 2 bịch rời này nữa. Như vậy là đủ 18 bịch nha mấy em. Mỗi một bịch như vậy là 3.000 đồng. Tiếp theo thì là vỉ tiền. Đây, 5, 10, 15, 20 20 bịch, mỗi bịch 2.000. Có đầy đủ hết các loại tiền luôn. Đó, tiền Việt Nam, tiền đô đồ ha. Cuối cùng thì là 5 bịch borat, mỗi bịch 5.000.